Ngày hôm nay mình quay cho mọi người xem một cái vườn của một cái người bạn ở trên Bảo Lộc. Thì đầu tiên là quay cho mọi người coi về lan đi. Ở vườn là rất là nhiều những cái giò lan lớn, thực lớn. Này thì thấy ít trăm sao giò nào giò đó bự quá trời. Giò này nó dài đây. Chủ nhân có trồng mấy cây sen đá nhìn rất là lạ không? Cái này nó lớn lắm nha, bề ngang là hơn cái găng tay mình luôn. Đây là một bộ sưu tập toàn sen đá các kiểu loại. Loại này tím, nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Vườn này đặc biệt có một cái cây ngoài lan nha, lại lan đây thì có một cây bơ bút trái kinh khủng luôn. Ôi trái quá trời, mới hái được 30 kg bỏ xuống mà trên này còn đầy hết. Mấy cái trái mà thu hoạch để xuống là trung bình nó khoảng 2 trái 1 ký luôn. Giò lan quá đẹp. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người vui vẻ.